Chào mừng các em lại đến với kênh Bé Út GP. Và video ngày hôm nay là video kiểm tra đơn hàng của ngày 13 tây tháng 8 năm 2017. Gồm có là rất là nhiều đơn hàng, cho nên là chị phải tách ra làm hai video, và video này là video thứ hai nhé. Nếu như em nào mà xem video 2 mà không thấy tên của mình thì hãy xem video 1 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra đơn hàng tiếp theo của phần 1 là đơn hàng của bạn Phạm Nhật Bảo Hân. Gồm mã đơn hàng là A332. Các em ơi, trước khi bắt đầu video thì cho chị xin một phút để nói như thế này nhé. Tức là các em liên hệ đặt hàng trực tiếp thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 0937 899707 hoặc là 0908134942 sau 5 giờ chiều nhé. Còn nếu như mà bạn nào mà muốn nhắn tin đặt hàng qua trang fanpage Facebook Bé Út GP của chị á ha, fanpage Facebook Bé Út GP á, thì các em hãy nhớ là nhắn đầy đủ thông tin, vì các anh cộng tác viên của chị á, mấy anh đó không có thời gian, cho nên là mấy ảnh nói với chị á, nhắn với mấy em giùm là hãy ghi đủ thông tin thì mấy anh sẽ trả lời sớm hơn nha. Còn nếu như không đủ thông tin á thì các em hãy cập nhật cho nó đủ thông tin thì mấy anh nó sẽ trả lời ha. Là gồm có là thông tin là gồm có nè, họ tên ha, địa chỉ là các em phải hỏi người lớn, phải xin ba mẹ nha, xã ấp phường tỉnh rồi đó, rồi số điện thoại ha, số điện thoại, sau đó là tới các cái đơn hàng của mình ha. Rồi, bây giờ quay vô vấn đề chính là chúng ta cùng kiểm tra đơn hàng của bạn Bảo Hân. Rất là nhiều nhé. Đầu tiên gồm có 6 bịch giày. Trời ơi, 6 bịch giày. Một, đây là giày bươm bướm, tiên bướm chứ. Hai, trời, giày tiên bướm nhưng mà có rất là nhiều hoa. Và mấy đôi này nữa, đôi nào chị cũng thích hết, đẹp quá. Ba, trời, có cái nơ phía sau nữa nè. Wow, cái này nữa nè. Cái này là hình ngôi sao hay là hình cái gì đó em? Mấy này ta, chị đếm tới mấy này ta? 4. Rồi, đây là cái thứ 4. Gồm có 1, 2, 3 đôi giày cao gót. 5, 6. Tiếp đến là 6 bịch phụ kiện. Một, trời ơi, có cái lược nè và cái vỏ sách màu hồng, rất là dễ thương. Hai, trời ơi, sao bạn này toàn là trúng những cái túi đẹp vậy? Túi tím nè. Ui, cái máy sấy tóc và đôi giày vàng. Ba, túi tím, giày tím và cái lược hoa hồng. Bốn, ha, tuyệt vời áo mặt trời. Yeah, bạn này thật là may mắn, vừa là đơn hàng đầu tiên, vừa thật là may mắn khi mà có được cái cài tóc nè, cái cài tóc nè, còn có cả một cái túi xách màu đen. Cái túi này á, từ ngày mà chị làm video đến bây giờ nha mấy em, chị mới thấy được cái túi này luôn đó. Tại vì cho mỗi một vỉ phụ kiện á, chị không biết được nó đỏ lộn xộn trong đó hết, nhưng mà cái túi này là túi lần đầu tiên chị thấy luôn á nha. Túi đen mà hình dài dài như thế này nè. Đó, mấy em xem kỹ đi, đây là lần đầu tiên luôn á, có cài tóc nữa này chứ, đẹp quá. Rồi, 5. Wow, còn có cả cái gương nữa. 6 là túi bươm bướm nha. Tiếp đến là một mắt đá cô dâu đỏ đỏ. Đây là búp bê mắt đá cô dâu đỏ đỏ. Đó, dành kỹ nha, chị quay rất là chậm, từ từ đó. Thế váy rất là đẹp đó mấy em đó, chị muốn quay thật là kỹ, thật là chậm cho các em thấy cái đường thêu của nó nè. Đó, đường thêu nè và cái chỉ kim tuyến nè ha, rất là đẹp nha. Rồi, tiếp đến là hai gom thức ăn và hamburger. Đây là nước này giống nước vo gạo hay nước sữa. Nước sữa đó ha, sữa hoặc là măng cầu xay á, bánh donut nè, đó, nó donut, rồi kem dâu, ha,
Rồi. Hamburger. À em ơi, hamburger hết rồi nha em. Em lấy giùm chị cái hộp thức ăn này nè. Có cơm hộp nè. Rồi có mấy cái thức ăn này cũng rất là đẹp. Có cả một tô mì nè, mì tôm ha. Rồi một cái sửng há cảo. Rồi mấy cái ly nước nữa nè. Nha. Đó, cũng rất là đẹp đó em. Đó, nha. Rất là đẹp, màu sắc cũng đẹp nữa. Tiếp đến là hai trang sức hạt. Đây, hai trang sức hạt. Là tuy là cùng 4.000 nhưng mà nó cũng khác nhau nữa nè. Đây có cái hình giọt nước nè. Ha, bông hoa. Còn đây thì có cái hình cái lá nha. Các em có thể tha hồ mà trang trí ha, làm những cái túi khác nhau. Rồi, tiếp đến là hai bí ngô xanh và vàng. Khọ khọ. Ta là bí ngô xanh. Ai mà không biết? Vô duyên. Người ta giới thiệu người ta một chút xíu làm gì mà chưa gì hết mà nhảy vô vậy? Thì ai không biết bạn là bí ngô xanh? Chẳng lẽ bây giờ bạn nói ta là bí ngô xanh, ta là bí ngô vàng, hai đứa mình vô duyên y nhau luôn. Thôi đi vô. Hai bí ngô vô duyên quá. Nhưng mà dễ thương. Đó là chị nói chứ không phải bí ngô nói đâu. Tức là các em có nói thì nói chị vô duyên thôi, chứ bí ngô rất là dễ thương nha. Rồi, tiếp đến là một cái váy, một mắt đá. Váy tím tóc hồng hả? Chị chắc là anh đánh lộn mà, chị có tóc tím và váy hồng thôi. Chứ nào thì chị đâu có váy tím đâu. Đó, váy tím tóc hồng ha, rất là xinh đẹp. Nè, gặp mắt đá là chị không thể nói giỡn cà rỡn được, tại vì mắt đá rất là xinh đẹp ha. Đó, chỉ có biết khen mắt đá thôi. Tiếp đến là một whisky bánh mì. Vô duyên thiệt. Tiếp đến là hai cái khăn 15.000. Đây là hai cái khăn 15.000 nè mấy em. Khăn khăn lớn, khăn nhỏ và hai cái mền ha. Rồi, tiếp đến là một bịch gối. Đây, đây là một bịch gối 18.000 đồng nha. Rồi, một cái giá đỡ màu đỏ. Đây là cái giá đỡ màu đỏ để cho đỡ đỡ búp bê lên. Và cuối cùng là bịch bút xốp. Hộp sò, ấy là vỏ sò. Tưởng đâu có hộp sọ, nghe hết hồn. Gửi tặng cho Bảo Hân nha, Bảo Hân. Chúc Bảo Hân vui. Các em ơi, tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thanh Bảo Yến. Mã là A336, gồm có hai cái trứng lưới. Đây, các em cầm trứng lưới nhẹ nhàng thôi nha. Chị thấy nó rất là mỏng manh đó, rất là mềm mềm mềm. Chị thích bỏ trong tay lắc 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 cái nè. Đó, cái màu xanh và cái màu cam. Tiếp đến là một whisky bánh mì. Biết gì không? Chị cho nó ị ra hai cái trứng đó. Ra được hai cái trứng. Rồi, tiếp đến là một bịch mút xốp hình con vịt. Chị gửi tặng cho Bảo Yến nha. Im lặng. Mấy em thông cảm nha. Có mấy bé nó tới xem chị quay video mà nói tùm lum ha. Ha, chị xin lỗi ha. Bây giờ chị em mình sẽ cùng tiếp tục kiểm tra video của bạn Phạm Thúy Hằng, mã là A346, gồm có hai whisky bánh mì. Đây là hai whisky bánh mì. Bạn ơi, mình thấy bạn dễ thương quá à. Hả? Mình là con trai mà. Nhưng mà mình thấy bạn dễ thương. Hả hoài à. Mấy bạn thấy hai bánh mì này có dễ thương không? Tiếp đến là một slime 5.000, có con cua màu hồng. Rồi một bịch cát nha, chị không còn cát hồng, lấy cát cam nha. Rồi và đây là con cá và xốp dẻo màu đỏ, chị gửi tặng cho Thúy Hằng nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Bùi Mỹ Tâm, mã là A310, gồm có một trái bắp dẻo 40.000 đồng. Đây là trái bắp dẻo 40.000 đồng nha mấy em, nó rất là dẻo á nè. Đó, thấy dẻo không? Đã gọi là bắp dẻo mà.
Tiếp đến là một trứng lưới. Đây là một trứng lưới 10.000. 4 cái bàn. Đây, xanh, đỏ, hồng, vàng, 4 cái bàn nha. Đó, 4 cái bàn chồng lên nha. Đó, đó là 4 cái bàn. Tiếp theo là 16 cái ghế. Thì cũng có là 1, 2, 3, 4 cái đỏ, 1, 2, 3, 4, 4 cái hồng. Tiếp đến là 1, 2, 3, 4, 4 cái vàng, 1, 2, 3, 4, 4 cái xanh, 4 màu, 4 lần 4, 16, hên quá đủ. Rồi, tiếp đến là 3 bịch phụ kiện. 1, túi hồng, hồng, hồng quá, hồng ấy á, hồng son. 2 là màu hồng. 3 là cái túi xách có cái đèn piano. Rồi, tiếp đến là một cái bếp nhôm. Đây là bộ bếp nhôm. Rồi, 2 hũ slam. Hũ slam xanh và hũ slam xanh lá. Tiếp đến là một cái áo kiểu. Trời ơi, áo kiểu đẹp quá mấy em. Có 3 tầng rang luôn nè. Đó, có tay nữa nè, cổ này nè, có thể mình làm bẹt vai cũng được hay sao á. Hôm này cổ tròn ha. Rồi, trời ơi, có cái dây nè, cái dây nịt nè. Đó, dây nịt toàn tan á mấy em. Một cái giỏ sách nha. Rất là đẹp ha. Rồi. Tiếp đến là hai cái váy 32.000. Đây là một cái váy 32.000, váy cô dâu. Có hình caro caro, một cái bông hoa và một cái lớp. Wow, còn đây là cái váy 32 được thêu rất là cẩn thận nha, màu tím nè, hoa rơi như là một vườn hoa vậy đó mấy em. Đó, mấy em thấy không, rất là đẹp. Tiếp đến là 4 bịch khăn. 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp đến là một vỉ dày 17.000. Tiếp đến là vỉ dày 17.000. Đó, vỉ dày 17.000. Có đôi giày kem và mấy cái đôi giày này nữa ha. Rất là đẹp nha mấy em. Và đây là vỉ dày 16.000. Đó. Và đây là bịch mút xốp chị tặng cho Mỹ Tâm nhé. Cảm ơn Mỹ Tâm nha. À chị quên, còn 20 bịch móc nữa nè mấy em. Đây là 20 bịch móc, tức là nguyên một vỉ móc đây nè. Một vỉ móc thì có nè, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 lần 5 là 20 bịch ha. Sẽ kèm theo là mấy cái hình dáng nè, là một búp bê nè, để chị quay lên cho xem. Đó, búp bê ha. Đó, búp bê nè. Có váy nè để mặc vô nè. Rồi có kem nè. Có bánh mì, bánh mì xúc xích nè. Rồi có cái gương đó nè. Có rất là nhiều hình dáng để kèm theo cái vỉ dày, cái vỉ móc 20 bịch này nha mấy em. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Bùi Thị Hiền, mã là A351, gồm có 2 chi bi 16.000 và 1 chi bi 20.000. Đây là hai bạn chibi 16.000 nè. Còn đây là bạn chibi 20.000 thì nó to hơn ha. To hơn. Đó, đây là chibi 16, đây là chibi 20 nha. Tiếp đến là một cái tủ năm học. Đây là tủ năm học nha. Đó, một tủ hồng 62.000. Wow, có hình của công chúa gì nè mấy em, công chúa Sophia. Đó, váy tím nè ha, rất là dễ thương. Rồi, như vậy là xong. Và đây là bịch sách dẻo chị tặng cho Bùi Thị Hiền nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Tăng Thủy, mã là A347, gồm có hai cái giá đỡ màu hồng và màu xanh nha. Đó, tiếp đến là ba bịch hũ slam màu đỏ, màu xanh, màu cam nha. Đó, ba hũ slam. Và đây là bịch xốp dẻo chị gửi tặng cho Tăng Thủy nha, Tăng Thủy. Tiếp theo là đơn hàng của bạn
Ngô Nguyễn Khánh Quỳnh, mã là A355, gồm có một mắt đá, đây là mắt đá 35.000 đồng. Đó. Nha. Hai anh Ken 30. Đây là hai anh Ken 30.000 đồng nha. Một chibi 16. Đây là một chibi 16.000 váy tím. Ba bịch giày. Ba bịch giày, một nè, giày cánh bướm nè. Hai. Ba. Hai bịch phụ kiện. Một. Hai. Rất là dễ thương. Một cái tủ năm học. Một, hai, ba, bốn, năm. Cú mèo. Cú mèo. Cú. Vâng, hay là nó kêu làm sao mấy em. Hai bịch giày. Ê lộn, hai cái váy 6.000. Nó rớt ra nè, để chị bỏ nó vô bịch. Đó, một cái váy 6.000. Hai cái váy 6.000. Ba cái váy 6.000. Ê, lộn. Đây là bịch mút xốp chị gửi tặng cho Khánh Quỳnh nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Thị Anh Thư, mã là A343, gồm một bếp nhôm 70.000 đồng. Đây là bếp nhôm 70.000 đồng nè mấy em. Chơi rất là vui, mình có thể nấu ăn thật. Nhưng mà khi nấu thì phải có người lớn, nghe không? Nếu không thì không ai cho nấu đâu, vì rất dễ phỏng tay và cháy nổ nha mấy em. Rồi, tiếp đến là một tiểu thư tóc dù với váy dù. Đây là tiểu thư. Đó, váy gân gân sọc nè, có cái dù xanh. Một cái tủ lạnh 15.000. Đây là tủ lạnh 15.000. Hai bịch ly. Đó, hai bịch ly. Rồi. Một hũ slam. Đây là hũ slam. Một chibi miệng chím chím. Đây, chị bỏ chung với lại tiểu thư dù này nha. Chibi miệng chím chím nè, đó. Rồi, và đây là bịch xốp bạch tuộc vàng, chị gửi tặng anh Thư nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Lê Mỹ Ngọc, mã là A337, gồm có 6 bịch giày 5.000 đồng. 1, 2, 3, 4, bịch nào cũng đẹp hết nha. Màu xanh lá và màu tím. Còn một bịch nữa. Ý, đây rồi. Chị đã tìm được 6 bịch giày rồi. Tiếp đến là 4 bịch phụ kiện. 1 ngôi sao. Ý, có chai dầu thơm. 2 quá wow, trời ơi. Có hương miệng và cái túi này nữa. 3 4, trời ơi, bạn này may mắn quá. Còn có cả cái túi sáng và cái chai, cái máy xếp tóc nữa nè. Rồi, chỉ có 4 bịch thôi mà vừa có hương miệng này, vừa có túi xám, rồi vừa có xịt tóc nữa chứ. Một bịch khăn. Đây. Hai vỉ gom. Hai vỉ gom 15.000. Ôi, chị không thấy vỉ gom nào hết. Và đây là hai bịch hai vỉ gom, một vỉ gom trái cây. Nha, đủ loại trái cây và một vỉ gom bánh kem, có rất là nhiều loại bánh kem. Chu. Tha hồ ăn. Tiếp đến là hai bịch ly. Một bịch ly. Hai bịch ly. Một cô dâu trắng. Ta đang đi đến đây, ta là cô dâu trắng đây. À, ôi, đây là cô dâu trắng nè mấy em. Trời ơi. Váy nè, ánh sặc cười, viền đỏ đỏ ha, rất là đẹp nha. Khuôn mặt thì rất là dễ thương, đúng không nào? Đó, váy rất là xòe mấy em. Hai hộp trang sức 41. Đây, một hộp trang sức 41 màu xanh hình Hello Kitty nha. Cái hộp cũng có là Hello Kitty nè. Đó, rồi, màu xanh nè. Có kẹp nè, có nhẫn nè. Đó, có nhẫn nè, rồi có dây chuyền nè, có cục tóc nè, có vòng đeo tay nè. Đó, rất là đẹp, màu xanh ha.
Tiếp đến là một hộp nữa. Chị chọn cho em là hộp cũng Hello Kitty trang sức màu hồng. Đó, ý chà, có con ếch nữa nè. Rất là nhiều hôm cột tóc ha, kẹp máy nè. Rồi, kẹp Hello Kitty, khung cột tóc Hello Kitty. Qua wow, có một cái kẹp tròn nữa nè. Có một cái kẹp tròn này rất là lạ lẫm. Đó, hai cái kẹp này nữa. Nhẫn nữa nè em. Đó. Rồi một cái cài áo nữa nè. Cài áo cũng hình Hello Kitty luôn nha. Rồi. Tiếp đến là hai cái tủ lạnh. Đây là hai cái tủ lạnh, một tủ lạnh xanh và một cái tủ lạnh màu hồng ha. Đó, cái này không sao đâu nha. Nó cái mấy cái này nó hay làm vân á, cái vân màu như vậy thôi, không sao hết. Đó. Mình sẽ để sát như vậy nè nha, nếu mình không thích thì mình để sát nó vô những cái tủ khác ha. Và đây là bịch xốp mà chị gửi tặng cho Mỹ Ngọc nha. À, tiếp theo là đơn hàng của bạn Hải Yến ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm có hai búp bê tiên cá 10.000 đồng. Đây là hai búp bê tiên cá nha. Chị chọn cho em hai mẫu khác nhau. Đó nè. Đó ha. Đều có cái đuôi màu cam, bạn này thì có khớp ha. Bạn này cũng có cái khớp luôn á nha. Bạn này cũng có khớp luôn. Rồi, đây là hai búp bê tiên cá. Tiếp đến là một mắt đá 35. Đây. Rất là đẹp ha. Váy hồng, tóc tím, khuôn mặt đáng yêu, mắt to tròn, long lanh. Một tủ hồng 62.000 đồng. Tình yêu của Doraemon dành cho Nobita. Thấy không? Rồi, Doraemon nhìn Nobita bằng ánh mắt hình trái tim, làm cho Doraemon, làm cho Nobita đổ mồ hôi hột. Trời ơi, con trai mà giờ con trai bằng cái con mắt trái tim, đúng là đổ mồ hôi hột thiệt chứ. Nhưng mà cũng dễ thương đúng không? Chỉ là tình bạn thôi đó. Tiếp đến là một bịch móc. Đây là một bịch móc. Một cái giường 70.000 đồng. Đây là cái giường 70.000 đồng nha. Đó, màu tím. Rồi, tiếp đến là ba cái ghế. Đây là ba cái ghế màu vàng ha. Rồi, tiếp đến là một cái bàn. Đây là một cái bàn nha. Tiếp đến là bốn bịch phụ kiện. Một, hai, quá wow, cái túi vàng này đẹp quá. Ba, wow, trời, chị thích cái túi tím này. Trời, trời ơi em ơi, lại có thêm một cái vương miện nữa nè. Và đây là bịch thứ tư, là có cái này nha. Tiếp đến là hai bịch giày. Quá, wow, có đôi giày bóp nữa nè, đẹp quá. Hai, có đôi giày ngôi sao và đôi giày chibi nữa. Một tủ lạnh. Tủ lạnh đỏ. Rất là xinh. Một kỷ gom. Hai em kem không? Tụi bán kem cho. Kem để bôi giết chị, không phải để ăn đâu nha. Đây là kem Pizza Hut. Đó, rất là ngon nhưng không phải để ăn nha các em. Một bịch ly. Đây là một bịch ly. Đó, một bịch ly. Rồi, tiếp đến là bốn cái váy 6.000 đồng. Một nè, đó, váy hoa. Hai là áo choàng đỏ. Ba, bốn nha. Tiếp đến là hai cái váy 16 nè. Wow, có rất là nhiều kim tuyến nè. Và màu đỏ nữa, rất là xinh. Và đây là cái váy thứ hai màu vàng, có rất là nhiều mặt trăng lấp lánh này, mấy em thấy không? Đẹp ơi là đẹp ha. Tiếp đến là một anh kem 30.000 đồng. Đây là anh kem 30.000 đồng nha. Rồi, tiếp đến là hết rồi. Nhưng mà tại sao ở đây chị còn hàng? Như vậy là chị đã đọc thiếu 2 chibi. Đúng rồi, ở đây có 2 chibi nữa nè.
Đây là một chibi hồng ha. Đây là một chibi tím. Và đây là mút xốp và con bạch tuộc về chơi với chibi nha. À, tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Thùy Dương, mã là A360, gồm có một cái tủ học 62.000. Đây là cái tủ học 62.000 đồng. Chị xin gửi đến cho Thùy Dương. Gồm có một cốc chúa Sophia và một em bé. Ôi, Sophia, sao em lại dễ thương quá. Chị rất là thích em Sophia. Còn đây là cái tủ cờ ngọc cờ lọc cờ lọc. Nó kêu cái gì vậy mấy em? Nó kêu này nè, đó nha. Đó, nó kêu á. Chứ không phải là có con ngựa trong đây đâu nha. Rồi, tiếp đến là hai bịch móc. Một, hai. Một anh kem 30.000 đồng, vét đen, rất là bảnh bao, tào lao và phong nhã. Tiếp đến là một phụ kiện 5.000 đồng. Trời ơi, sao mà em lại có thể may mắn như vậy? Em lại có được cái vương miện dù em chỉ đặt có một bịch thôi. Trời ơi, mấy bạn kia đặt rất là nhiều tiền mà có khi không có, mà em lại có luôn nè. Lại có đôi giày hoa hồng nữa chứ. Thật là may mắn. Một cái giường 70. Tại cái anh phụ, anh cái anh mà anh soạn hàng, chắc là anh thích cái tên của em. Đây là cái giường 70.000 đồng, màu tím nha, rất là dễ thương. Tiếp đến là một bịch giày. Wow, đúng là bạn này may mắn luôn á. Bịch giày lại có bịch giày cánh bướm nữa này chứ. Còn đây lại là bịch mút xốp con cá mập. Em phải, con cá biển. Cá bơi dưới biển. Rồi, chị gửi tặng Thùy Dương nha. Các em ơi, nãy giờ là chị kiểm được bao nhiêu đơn hàng rồi? Và bây giờ đã đến đơn hàng cuối cùng của ngày 13 tây tháng 8 năm 2017 rồi nhé. Và đơn hàng cuối cùng của chị là đơn hàng của bạn Phan Thị Vân, mã là 3 số 3 luôn. 3 3 3. Bạn ấy đặt gì đây? Gồm có hai mắt đá 35.000. Và đây là cặp chị em song sinh mắt đá. Nhưng mà do hai bạn đó quá giống nhau cho nên là một bạn nhuộm tóc màu tím, một bạn nhuộm tóc màu hồng đen. Mặc hai bộ váy cũng khác nhau. Đó, váy hồng và váy trắng bạc. Tuy nhiên, hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Đúng không mấy em? Hai cái miệng chúm chím nè, hai cặp mắt. Đó, rất là to tròn nha. Tiếp đến là một tủ hồng 62. Wow, đây là tủ hồng 62, có hình con ngựa pony nè, dễ thương quá à. Đó, rất là dễ thương và đáng yêu. Tiếp đến là hai bịch móc. Một, hai. Rồi, một cái váy 16.000. Đây là váy 16.000 đồng. Đó, dễ thương không em? Rồi, một tiểu thư 47. Đây là tiểu thư, tóc màu nâu đậm ha. Đó, có nơ đỏ nè, váy hoa, váy cánh hoa nè mấy em đó. Váy cánh hoa nè mấy em thấy không? Có rất là nhiều cánh hoa. Ha. Và cái dù nữa. Đó. Xinh đẹp chưa? Tiểu thư 47.000. Và một cô dâu 47.000 luôn. Đây là cô dâu cam mắt đá nè, có rất là nhiều kim tuyến trên cái lớp ha. Oh. Wow, đẹp quá à. Cái váy thì thật là lấp lánh luôn. Có bạn nào thích váy lấp lánh như này không? Đừng nói về lấy váy búp bê mặc chết luôn á. Nói chứ búp bê váy nhỏ xíu à. Tiếp đến là một cái tủ lạnh 10.000 đồng. Đây là tủ lạnh 10.000 đồng, nhỏ hơn nha. Đây, nó chỉ có 2 ngăn thôi. Đó, ha. Rất là dễ thương. Đó. Và đây là bịch mút xốp con cá ngựa vàng chị gửi tặng cho Phạm Thị Vân nha. Và đơn hàng của Phan Thị Vân cũng là đơn hàng kết thúc video ngày hôm nay của chị. Chị xin cảm ơn các bạn và quý phụ huynh đã ủng hộ kênh Đốt GB, đã tin tưởng và đặt hàng kênh Đốt GB. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Và
Sao ta? À, các em nếu thích những video bán hàng của chị, những video kiểm hàng của chị thì hãy nhớ like, chia sẻ, bình luận cũng như là đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi để là người đầu tiên xem những video mới nhất của chị cũng như là xem những cái mặt hàng mới của chị nhé. À, còn bạn nào muốn liên hệ đặt hàng trực tiếp thì hãy gọi 0937 899 707 hoặc 0908 134 924 sau 5 giờ chiều để liên hệ đặt hàng nhé các em. Trên trang fanpage Facebook Bé Út GP chị có thường xuyên cập nhật những cái mặt hàng nè, rồi giá cả nè, cũng như là giá ship ha, giá tiền ship, cho nên là các em có thể an tâm. Nếu như mà người ta lấy ship cao thì các em có thể tra trên cái bảng của chị để xem là địa chỉ của mình có gần với bạn nào hay không, bạn nó mua có giống mình hay không, ít ít cỡ cỡ ý là cái cỡ hàng giống nhau hay không, mà tại sao ship cao như vậy, các em sẽ nói lại với là cái người giao hàng ha, để không bị thu tiền ship mắc nhé nhé. Và hãy nhớ là nếu như có bất cứ những cái trục trặc về cái việc giao hàng hóa gì thì cứ mạnh dạn gọi điện lại cho chị. Cho các anh cộng tác với chị thì các anh đó sẽ tư vấn và sẽ có những cái phương án như là bù hàng hoặc là đổi hàng cho các em nha, các em cứ yên tâm. Vì đó, các em thấy không, có rất là nhiều bạn đã tin tưởng và đặt hàng chỗ chị cũng rất là yêu thương mọi người, và hãy đặt nhanh lên nhé, vì tháng 7 ấy, vì tháng 8 là tháng ưu tiên được tặng quà đó mấy em. Rồi, chào tạm biệt các em nhớ nha, bé Úc Chibi, bé Úc Chibi. Bye. Bell TV.